các dân tộc họ Sapa theo tập tục người Tày người Giấy thường lập bản ở dưới lòng thung lũng bên bờ suối lớn có ruộng đồng bằng phẳng như bản Thanh Phú, Lậm Xài, bản Hồ, Tà Van, Lao Chải. Người Dao thích sống ở ven các nơi có nhiều cây thuốc quý như tạ phìn, trung trải, lậm cang, thanh kim. Người Mông xưa thích sống ở rải rác trên các sườn cao, treo leo, lay đá về xả hồ, xa bà, lao trải, hầu thải, tạ giàng phìn. Người xa phố sống trên các mương, ngô, các cánh rừng thưa, ở lậm xài. Ngày nay nhiều con đường đã và đang được mở nối liền các bản làng xa xôi dẫn về thị trấn để mọi người dễ dàng giao lưu đi lại. Điện lưới quốc gia đang mở rộng đến từng những nơi xa xôi đều có máy thủy điện nhỏ. Rất nhiều gia đình có vô tuyến nhận được sóng từ đài truyền hình đặt trên các đỉnh núi Hàm Rồng. Xe gắn máy đã thành phương tiện thông dụng của đa số gia đình và có nhà đã mua được cả ô tô. Cuộc sống dân bản đang ngày càng đổi mới. Người Dao nhà thường làm bằng vách cột, nền gỗ, mái ngói hoặc lợp tranh. Cửa giữa chỉ dùng để có việc quan trọng, thường đi cửa phía đầu hồ nhà. Chuồng gia súc đầy sân. Bên trong nhà người Dao ba gian. Ngoài bàn thờ, giường ngủ, trong nhà còn có cóc, nò rèn, bồn nước. Bản người Giấy thường đông đúc ở gần suối, nơi đất bằng phẳng. Bên trong nhà người Giấy có vách ngăn giữa các gian, giường kê cao, bàn thờ lớn ở chính giữa. Phải trái là phòng ngủ, bên trên có các xếp chứa lương thực. Nhà của người Tày thì thường là đều làm bằng nhà sàn, đập, ngói hoặc lá cọ. Cửa chính ở cầu thang, cửa phụ dưới bếp, cầm sàn là nơi phơi thóc ngô chứa chất đông cùng. Bên trong nhà người Tày, bàn thờ đặt ở giữa gian giữa, phía trước là nơi tiếp khách, hai gian ngoài đặt giường ngủ khung dệt có các xếp ở bên trên. Người xa phố nhà sàn cột gỗ vách tre, cầu thang bên sườn dưới gầm nền đất không bằng phẳng, nhà kho chứa thóc khô để ngoài rẫy. Nhiều bản có ngôi nhà tình yêu cho trai gái tìm hiểu nhau. Bên trong nhà người xa phố sàn bằng tre, các gian thông nhau không có vách ngăn, bàn thờ trông ra cửa chính, bếp đặt ở dưới. Người Sapa trồng lúa và nước và lúa lương trồng trên các vạt đồi dốc. Sau khi đốt cỏ lúa, nước được trồng trên các khoang ruộng bằng phẳng và ruộng bậc thang do người dân san sườn đồi đắp mờ công phu trong nhiều năm trời và dẫn nước vào để cày bừa, cấy mạ. Ruộng sắn và ngô trồng trên các vạt đồi, sườn núi. Quanh nhà trồng đào, mận, lê, chuối, mít và các rau. Mỗi nhà người Mông có một mảnh ruộng trồng lanh, tràm để dệt và nhuộm vải. Nhà người xa phố nuôi nhiều gia súc nhỏ, người Tày, người Giấy có vườn rau quanh nhà. Người Mông Dao xa, người Phó thường lên sườn núi cao đốt nương trồng ngô, đắp ruộng bậc thang trồng lúa, vào rừng hái lấm, măng, trồng và thu lượm các cây thuốc quý như quả thảo quả tam thất, gấu tàu, nhân sâm. Hiện nay theo thói du canh du cư của người Mông, người Dao đã hoàn toàn chấm dứt. Nhiều nhà nuôi lợn, trâu, chó, gà, vịt. Trước kia mỗi nhà đều nuôi ngựa để hồ hàng hóa và đi chợ. Nhưng hiện nay nhiều nhà đã
dùng xe máy để thay ngựa thồ. Phụ nữ dân tộc ở Sapa đều biết dệt vải, thêu thùa vào tự may quần áo cho cả nhà. Vải thổ cẩm Sapa nổi tiếng vì các chất liệu độc đáo, các mẫu thêu tuyệt đẹp, đồ trang sức bằng bạc được chế tác ngay tại nhà với các họa tiết hình dáng vô cùng phong phú. Người Mông có nghề rèm sắt truyền bí, lưỡi cày, lòng súng, các loại dao của người Mông rất nổi tiếng. Đồ da ngựa cũng rất tốt. Phụ nữ người Mông tước lanh dệt thành vải, vẽ sắc hong lên vải trước khi nhuộm tràm, tạo lên những họa tiết sinh động và mềm mại. Người Dao có nghề làm thuốc chữa bệnh rất giỏi, nhất là các bài thuốc cho phụ nữ, thuốc tắm hơi chữa bệnh và làn da trắng. Đồ đạc chạm khắc nổi là vòng xuyến, khuy áo của người Dao rất đẹp. Ngoài ra còn giỏi nghề làm giấy khai thác lâm sản, có tài thêu cườm lên quần áo, khăn mũ rất tinh tế. Đặc biệt các đồ đa nát bằng mây trúc và tên nỏ của người Sa Phó được lạ các dân tộc khác ưa dùng. Người Giấy nổi tiếng nghề thủ công như đan nát, đóng đồ gỗ, làm bàn ghế trúc, làm gạch lung vôi, trưng cất dầu hồi, túi bằng vải, sợi gai và thổ cẩm tày rất được ưa chuộng. Phụ nữ dân tộc Sapa rất coi trọng quần áo, trang phục và được chú ý hơn cả nhà cửa, cơm gạo. Cô gái nào cũng tự thêu quần áo cho mình, đặc biệt là bộ đồ cưới, khăn đội đầu và túi đeo vai không thể thiếu đối với người phụ nữ Sapa. Những khi đi chợ, đi sang bản khác và đi lễ hội, bao giờ người ta cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất. Mỗi dân tộc có một trang phục riêng, nhìn quần áo có thể hiểu được đó là dân tộc nào, nhà giàu hay không. Phụ nữ trong nhà khéo tay hay vụng, những đồ trang sức rất nhiều, chủ yếu làm bằng bạc, rất phong phú về mẫu mã, khuyên tai, cổ đeo vòng, vòng cổ tay, vòng cổ chân, xà tích, khuy áo, quần áo. Đồ trang sức người Sapa đã thu được du khách hâm mộ tìm đến mua làm đồ lưu niệm. Người dân tộc ở Sapa đều có ngôn ngữ riêng và đến nay vẫn dùng trong đời sống hàng ngày để tiện giao tiếp giữa các dân tộc. Dân tộc Tày, gạch giấy, dao có chữ viết riêng giống chữ Hán, nôm. Chữ viết cổ của người Mông đã bị thất truyền sau nhiều thế kỷ du canh du cư. Hiện nay mỗi dân tộc đều có chữ viết Latin hóa theo ký tự ABC. Ngày nay tiếng Việt là tiếng phổ thông, đa số mọi người đều biết. Nhà nào ở Sapa cũng có đài, nhiều nhà có phố phiến tịnh video. Khi giao tiếp, du khách chỉ nên dùng các tên dân tộc chính thức là Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó, không dùng các cách gọi khác làm đồng bào Phật Ý.